nó nhìn chấp 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 ngon quá vậy, mà là mới đói bụng quá vậy. Kẹo, trời ơi, tưởng là ăn breakfast buổi sáng á. Kẹo không có healthy nhưng mà nó cũng thơm miệng. Hương như biết cho Bella có thơm miệng. Bạn nó khỏi chê mình là miệng mình không có thơm. Bạn nào mà làm như vậy hả? Có nhiều bạn nó sao miệng hôi quá vậy? Nó sợ mình nó tránh ở chỗ khác á. Nhiều khi bạn lịch sự bạn chưa nói con, chứ con nghĩ là buổi sáng mà mình không đánh răng xuống rồi ăn kẹo người miệng đâu có thơm được con. Miệng ba miệng mẹ miệng ai ngoài hết, không sáng dậy mà không đánh răng với không ấy kẹo là miệng không thơm đâu. Vậy đó hả? Một phần kẹo con biến mất tại sao? Đâu ai lấy đâu? Thì con thì biết, nhưng mà một phần thì cần phải có 3 người luôn á. Một phần có 3 người luôn hả? Một phần 3 lần hả? Một phần á, mà con á, mà làm như vậy á, không có thể làm được. Chơi con nhỏ quá. Cho nên cái appetite của con nó không có tốt. À, một phần là vậy, cái appetite của con hả? Cái... Cho nên đôi khi con cũng cần nó. Cho nên đôi khi con còn phải ăn bữa sáng đó. Bữa sáng? Con ngày nào cũng như vậy. Còn appetite của người lớn thì có thể làm được. Appetite tức là appetite tức là sức ăn của người lớn khỏe hơn hả? Sức ăn của người lớn khỏe hơn sức ăn con nít hả? Đây cái bụng con nhỏ mà. Ừ, con mới 8 tuổi, bụng con nhỏ, đúng rồi. Bụng con như vậy là nhỏ nhưng mà con... Với một lần cùng với cái lớp ăn của một người lớn, cái appetite của một người lớn rất là tốt. Tại vì một người lớn phải khỏe chứ, ăn uống đều đặn chứ. Ăn uống đều đặn rồi. Ừ, sức ăn của ba khỏe lắm á, sức ăn của ba là appetite của ba, sức ăn của ba khỏe lắm á. Ba ăn được nhiều nè. Ba ăn no, ăn nhiều. Ăn hoài không chán, mà khổ cái là mình ăn nhiều á, mình càng bị mập, phải là hiểu không? Khổ vậy đó. Exercise. Thể dục thể thao hả? Ôi trời, good idea. Cùng với phải ăn nhiều cao chứ. Ăn rau nữa ha. Ba mẹ với cho con ăn cao. Ủa? Sao con nói ba ăn rau hả? Ba mẹ không có cho con ăn rau chứ. Cùng với lại có con... rau mà con không chịu ăn thôi, con cứ chê nó hoài. Rau nó tốt cho mình nhưng mà... Này nó... con không có ăn được những cái rau chứ bự. Ồ, tức là cắt nhỏ thì con ăn mới ăn được hả? Dạ. Ok, nếu vậy là ba mẹ phải cắt nhỏ rau ra cho con ăn. Tại cái bụng con nhỏ mà. Ở miệng có nhỏ nữa, mấy miếng rau của mẹ làm to quá không ăn được phải không con? Dạ. Nó bự quá à. Cái miệng của con thì have 5 inches. 5 and a half inches. Vậy hả? Sao ít cơ vậy? Có 5 and a half inches nào. Cái miệng, cái rộng của cái miệng con đó. Ừ. Nhỏ như vậy cho con còn phải ăn rau nhỏ. Ừ, cái độ miệng rộng của con nó nhỏ như vậy cho nên phải ăn rau nhỏ. Sushi thì it's 5 only. 5 big. Ừ, rất là hợp lý. Well, it looks like that. It looks like it's bigger, but it's actually very small. Rất là nhỏ bé hả? Yeah. Ừ, ok. Kệ nó, ăn nhỏ thì ăn ít, lớn thì ăn nhiều, vậy thôi. Thôi con ha. Nhỏ thì ăn ít lại, ăn lớn thì ăn nhiều ra. Ồ, sáng nào đây cũng có vấn đề này hả?
trời xanh gió mát các bạn ha. Trời xanh gió mát rất đẹp. Suy nghĩ về đi đẻ nước Mỹ hả? Đang buồn suy nghĩ về nước Mỹ. Suy nghĩ về cái gì vậy? Chứ đầu óc con đang suy nghĩ cái gì? Anything fun in your head? I've always get my head open but not for funny things. I never think of fun. You think of something funny? Not fun than funny? Inventions and electricity, which is very good of thinking how to turn into a good person. You can make your head explode and brainstorm, and then you will be smart. Only smart people can think of those things. Yes, very strong people can think of those things. Yep. Only smart people will think of those things. Only smart people think of those things. Every single unsmart people don't think it's fun. They think it's boring. It is boring if you don't understand. Yeah, it is boring if you don't understand. Bà cũng đồng ý như vậy. Okay, there you go.